Kính chào quý vị đến với chương trình Y học cổ truyền với Đông y sĩ Cảnh Thiền. Kính thưa quý vị, thì có lẽ là nhiều quý vị mà lớn tuổi và một cái loại bệnh và một cái hệ hiện tình mà nhiều quý vị cũng có thể nghe thường xuyên trong hàng ngày chúng ta, khi mà chúng ta bị bán thân bất toại hoặc là liệt nửa người, thì hôm nay mượn vấn đề rất là gặp hàng ngày, đối nhất là đối với những quý vị cao niên đó, thì chúng tôi mời Đông y sĩ Cảnh Thiền đến với chủ đề này trong chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì chào Đông y sĩ Cảnh Thiền. Vâng, tôi Đông y sĩ Cảnh Thiền kính chào quý khán thính giả của đài BN 57.3, thân chào Quốc Bình. Vâng, thưa thầy, thì bán thân bất toại hoặc là liệt nửa người như vậy thì mình nên có một cái nhận thức chung như thế nào ạ? Vâng, cái từ ngữ đó nó chỉ một bệnh thôi, nhưng mà cái sự nhận thức chung chúng ta nên có những cái điểm chung như thế này để chúng ta nhận thức. Đây là một tình trạng nhược cơ hay là liệt cơ làm ảnh hưởng tới hoạt động một bên cơ thể. Thứ hai là nếu phần cơ tổn thương mà bị cứng thì gọi là bệnh liệt nửa người co cứng. Nếu phần cơ tổn thương bị mềm nhũn và yếu đi thì gọi là bệnh liệt mềm nửa người. Cho nên hai cái từ ngữ đó làm cho cái người nhận thức nó rất là rắc rối. Và chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là người Việt chúng ta thường hay nói rằng bán thân bất toại. Vâng, thế đây là cái từ là như vậy. Có lẽ là nhiều quý vị cũng biết là mình bị stroke xong cái đó là mình bị tê tay và nửa người không có cảm giác được đó, thì vẫn biết đến một cái triệu chứng như vậy thì nó hơi gọi là hiện đại đối với ngày nay, với nhiều kỹ thuật, nào là đo, nào là điện tâm đồ vân vân. Nhưng mà đối với Đông y thế này thì người ta nhìn cái vấn đề này từ ngày xưa ra sao? Dạ vâng. Thưa quý khán thính giả, nói vấn đề Đông y đó thì cách đây khoảng hơn 2.000 năm, Đông y cũng đã biết và đã đề cập đến cái việc cái bệnh chúng tôi vừa nói là liệt bán thân đó, hay gọi là bán thân bất toại đó, qua cái thuật ngữ là kích bộc, thiên khô và phong phì. Họ giải thích qua các cái triệu chứng như là đột nhiên hôn trầm, tức là hôn mê, không biết gì, một nửa người bất động. Rồi khi hiện tượng này nặng lên thì các thầy thuốc cổ đại, tức là hồi xưa đó, họ dùng thuật ngữ như là đại quyết để chỉ khí huyết thượng nghịch bất thường, gây ra hai cái tiên lượng về hậu quả, như là khí lực phục hồi được thì sống, không phục hồi được thì chết. Kêu này chúng ta thấy rằng có nhiều người đó bị bán thân bất toại thì có thể sống, nhưng mà có nhiều người sau cái cơn bán thân bất toại có thể chết ngay tức khắc và cũng có thể sau thời gian rất ngắn là chết. Nhưng cái Đông y đó thì theo lịch sử cho thấy là đến triều đại nhà Hán thì có danh y là Trương Trọng Cảnh. Ông đặt tên cái bệnh này là chứng trúng phong, qua cái mô tả các cái bệnh như là bán thân bất toại, mồm miệng méo lệch, đớ lưỡi khó nói, nặng thì hôn mê bất tỉnh và cuối cùng là chết. Cuối cùng, dù là từ ngữ nào, thuật ngữ nào thì chúng ta vẫn có thể được đặt tên cái bệnh này là bán thân bất toại hay là liệt nửa người cũng là một. Vâng, cảm ơn Đông y sĩ Cảnh Thiền. Có lẽ là tiếng Anh đó thì chúng tôi vẫn quen thuộc cái chữ là khi mà bị đa số nhiều khi mình bị stroke xong á là mình hay bị có lẽ là một cánh tay hoặc là một nửa người mình thì có chữ stroke á. Nhưng mà nếu mà nói tiếng Việt thì chắc là mình phải dịch ra, chúng tôi nghĩ là cái chữ là đột quỵ, không thưa thầy? Nhà đột quỵ là đúng. Và nó khác với cái chữ gọi là heart attack, là mình phải dịch ra như vậy là bị tai biến mạch máu não. Tai biến hoặc là tim nó bị bị ngừng hoặc là một cách khác đó thì phải nói là cái stroke, thì có lẽ là nhiều quý vị có lẽ cũng biết đó là một trong những nguyên nhân, thưa thầy, cũng phổ biến. Nhưng mà thưa thầy, một trong những nguyên nhân cho sự bán thân bất toại như vậy là gồm những gì ạ? Thật ra thì vấn đề nguyên nhân chính của cái bệnh liệt nửa người hay là gọi bán thân bất toại, chúng ta có thể quy nó là cái bệnh đột quỵ, tức là stroke như Quốc Bình đã nói đó. Cái này là do tổn thương một phần não, vì não không được cung cấp máu đầy đủ, hoặc là do rò rỉ máu qua các thành mạch máu không cung cấp đủ cho não, cho nên não chết. Ngoài ra nữa, chúng ta thấy là stroke nó còn có nhiều nguyên nhân khác nữa, như là bị chấn thương sọ não. Thí dụ chúng ta té mà đập đầu xuống đất á, thí dụ ở bên Việt Nam mà chạy xe Honda đó mà té đập đầu xuống đường á, sau đó bị chấn thương sọ não và từ đó dẫn tới trường hợp liệt bán thân. Ngoài ra nó còn một số cái nguyên nhân khác như là bị u não, xuất huyết não, nhũng não, viêm não, các biến chứng của bệnh viêm màng não, hệ quả của chứng rối loạn tâm thần, chứng cao huyết áp, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim,
như hồi nãy mà Quốc Bình đã nói đó, heart attack đó, tức là nhồi máu cơ tim, rồi rung tâm nhĩ hay là tim đập không đều, hay là bị bệnh van tim, rồi bị bệnh tiểu đường, hay là chúng ta thấy lượng cholesterol xấu trong máu tăng quá cao mất ứng định thì nó có thể xảy ra stroke và nhiều bệnh nữa, trong đó có chứng tăng đa năng hồng cầu. Như vậy khi mà cái hồng cầu mà nó tăng cao quá, nó làm ngập máu thì có thể là cũng bị tai biến mạch máu não. Và có lẽ là trong một vài triệu chứng mà thầy nói chẳng hạn là bị u huyết, xuất huyết não vân vân, thì nhiều khi nhiều bác sĩ cũng hay nói đến là vì cái bất cứ cái vì lý do gì mà cái nguồn máu lên não chúng ta bị nghẹt lại á, bị cắt đứt hoặc là bị cục máu đông đâu nó nghẹt lại, nó không đi tiếp nữa, thì nó làm cho cái bộ não của chúng ta nó bị tê liệt, thì nó không điều khiển được một nửa người của chúng ta nữa, thì đây là một trong những cái có đôi lúc thì mình gọi là đi gọi là therapy thế này thì nó hồi phục được, đôi lúc thì không. Nhưng mà sơ quát một chút về những cái triệu chứng và cách điều trị thưa thầy, thì ở Đông y nó có cái gọi là kỹ thuật chuyên biệt gì hơn không ạ? Dạ vâng. Nói giống này triệu chứng thì Đông y đã đưa ra cái biện luận như thế này. Làm sao để nhận thức được đây là cái bệnh mà gọi như liệt bán thân hay còn gọi là bệnh stroke, thì cái triệu chứng đầu tiên như là đột nhiên thấy yếu cơ một bên người, không thể nào cử động được, đó là nhẹ. Còn nặng hơn một chút thì đột nhiên ngã vật ra rồi liệt nửa bán thân, đó là hai. Nặng hơn nữa đó là liệt cả hai bên, tức là liệt toàn thân. Đặc trưng của cái bệnh liệt bán thân, nó rất ảnh hưởng đến sự vận động của tay, của chân, đôi khi cả mặt, cả lưỡi, như là nói ngọng, cứng hàm và câm. Nặng nhất là hôn mê sâu và đi đến tử vong. Vâng, thì đó là những cái triệu chứng cũng như là một số những cái cách nhìn với chúng ta thấy là thường là quý vị nào mà lớn tuổi mà bị stroke, hoặc là gọi là may mắn là mình bị cái stroke nhẹ thì mình chỉ bị tê liệt nhẹ thôi đó, thì thường là được bác sĩ đưa đi, mình gọi là đi vật lý trị liệu, phong thưa thầy. Nhưng mà không biết là Đông y thì cũng cái chữ vật lý trị liệu đó, đó là mình làm những cái gì ạ? Dạ vâng. Nói về Đông y thì chúng tôi trước khi trả lời câu hỏi của Quốc Bình đó, thì kể sơ qua một chút về cái câu chuyện của Tào Tháo đời Tam Quốc. Ông cũng bị cái chứng đau đầu, mắt bị mờ mệt đi và có lúc bị nằm giật ra không có ngồi dậy được, thì Hoa Đà đã chữa ông bằng cách là chẩn đoán cho ông biết là ông bị một cục máu đông nằm trên não. Ngày hôm nay người ta chẩn đoán rằng do ông bị stroke mà ra. Nhưng mà sau đó thì Hoa Đà có đề nghị là với Tào Tháo là cần nên mổ cái đầu của chú Công ra rồi mà cấp cục máu đông nó ra, sau đó chú Công sẽ lành. Nhưng mà vì Tào Tháo không có chấp nhận cái kiểu này và cho rằng đây là cái âm mưu của nhà Thục, cho nên rằng ông mới bắt Hoa Đà giam và sau đó giết ông chết đi. Điều này đó, chúng ta thấy rằng điều trị về Đông y đó, cái điều đầu tiên phải nói rằng nó có ba cái phương pháp mà thường thường bên Đông y đã sử dụng, nó như là cái phương pháp xoa bóp và vận động mà ngày hôm nay chúng ta gọi là vật lý trị liệu đó, như là dùng đầu ngón tay cái ấn mạnh vào các huyệt nhân trung, thừa tương, phong trì, phong phủ, hiệp cốc, lao cung, thái xung, dũng tuyền và túc tâm lý. Đây là những người mà liên quan vấn đề mà học về châm cứu họ biết, tức là nặng máu như vậy để giúp cho máu lưu thông được nhiều hơn và giúp cho tim hoạt động tốt hơn. Thứ hai nữa là dồn sức vào lòng bàn tay và các ngón tay, xoa bóp khá mạnh vào cổ, vai, cánh tay, bàn tay, lưng, đùi, cẳng chân và bàn chân phía bên liệt. Có thể dùng dầu nóng làm chất dẫn giúp việc xoa bóp mau chóng hơn. Cuối cùng là nên ghi danh để tập vật lý trị liệu để hồi phục gân cơ bị bại liệt. Và bên Tây y thường thường người ta dùng phương pháp chụp X-ray hoặc giả dùng ultrasound để biết là cục máu đông nó nằm ở đâu. Đi đến cái trường hợp là mổ sọ để gấp cục máu đông đó thì có thể cứu được cho mình sống con người bệnh. Dạ vâng. Thì không biết là bên Đông y thì có một cái thay vì chúng ta bấm huyệt thưa thầy, thì mình châm cứu thì nó có hiệu quả hơn thưa thầy? Dạ vâng. Ở Đông y thì chúng tôi còn dùng phương pháp châm cứu nữa. Đúng như Quốc Bình đã nói, cái mục đích châm cứu là để khai thông kinh mạch bị bế tắc, tức làm sao để đẩy cục máu đông ra khỏi cái não của mình. Cho nên người ta chích kim và nặng máu các huyệt như là trung xung, bách hội, tứ thần thông, và cái đó nó khai thông được kinh mạch ở trên não. Và cuối cùng là châm nội quan, nhân trung, tam âm giao, hợp cốc và quỷ trung. Đây là những huyệt khai thông được kinh mạch ở trên đầu và từ đó giúp đẩy được cục máu đông ra khỏi não, cho nên người bệnh có thể
hồi tỉnh lại và có thể sống còn. Vâng, cảm ơn thầy. Chúng ta cũng hết giờ rồi, nhưng mà có lẽ là đó là một cách điều trị mà rất là đông y, ngoài có lẽ là có những cái bài thuốc chuyên môn nữa, nhưng mà đối với chủ đề này, thưa thầy, thì thầy có lời dặn hoặc là đúc kết gì trong chủ đề bán thân bất đoại này hôm nay ạ? Dạ vâng, đối với kinh nghiệm của cá nhân tôi thì khi bị tai biến mạch máu não, đầu tiên là không nên chờ đợi một thầy thuốc bình thường tới, cả đông y của chúng tôi cũng không nên chờ đợi, và nên gọi 911 để cấp cứu vào bệnh viện. Điều đầu tiên để làm gì? Là để bác sĩ chuyên khoa chụp não để xem coi là có cục máu đông trên não hay không. Nếu có thì ngay tức khắc người ta sẽ dùng cái giải pháp như là để giải quyết cái cục máu đông đó, hay là dùng cách nào đó để cho người bệnh thở được bằng phương pháp khác. Đó là coi như là cấp cứu. Và cuối cùng nữa là tùy theo cái mức độ nặng nhẹ. Nếu trong trường hợp mà không có nguy hiểm tính mệnh thì có hai phần xảy ra. Một là có thể tiếp tục dùng vật lý trị liệu để chữa bệnh, ngoài ra nữa uống thuốc cho bác sĩ cho. Nếu trong trường hợp quý vị mà thấy thuốc của Tây y không hiệu quả thì có thể trở lại Đông y để uống thuốc, như là dùng cái phương pháp là một cái bài thuốc kinh nghiệm để chữa tai biến mạch máu não, hay là dùng vấn đề mà bị liệt bán thân của Đông y, như là dùng cái phương thuốc như là sâm phụ thang, nó gồm có nhân sâm, phụ tử, sắc cho uống thì hầu tỉnh bệnh nhân trở lại, và cuối cùng là dùng phương thuốc để hoạt huyết khử ứ. Sau đó thì nhiều phần là bệnh nhân hồi phục, sau thời gian điều trị thì có thể đi lại tương đối là nhanh hơn là không có trị liệu cái gì. Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Cảnh Thiên. Có lẽ là đồng y sĩ cũng nói đó, là một cách khác là chúng ta phải ở một đứa tuổi có lẽ quý vị cao niên đó, thì có lẽ nên thường xuyên, nếu mà không định kỳ 3 tháng thì cũng phải mỗi năm để mà thăm viếng đông y sĩ hoặc là bác sĩ, để cho họ ngừa bệnh hơn là mình đi chữa bệnh. Ví dụ như là mình nhìn thấy được là chúng ta đang bị thành mạch máu chúng ta bịt hết 80-90% rồi, thì chúng ta làm giải quyết liền trước khi mà nó bịt lại rồi, lúc đó chúng ta bị đột quỵ thì lúc đó thì là gọi là đã quá muộn đó, thì không nên. Thì cho nên là một lời có lẽ là cũng mong là quý vị cao niên khi mà xem chương trình này thì chăm sóc sức khỏe của mình bằng cách là thăm viếng các y sĩ gọi là định kỳ và thường xuyên, và đừng lỡ hẹn cũng như là để giữ sức khỏe của mình được tốt hơn. Yeah. Cảm ơn đồng ý sự kính đến với chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi xin chia tay quý vị, hẹn gặp lại với quý vị một chủ đề kế tiếp trong chương trình lần sau.